Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Jimmy Nail Vlog nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đắp một cục bột móng coffin shape dài nha. Đầu tiên thì mình lấy một cục bột để cho nó chín xong rồi mình bỏ gần sát clinical nhé. Xong mình ém cục bột vô rồi mình vô rửa nha. Xong bắt đầu mình đẩy sát clinical. Đó, các bạn phải ém hai cục bột vô dồn vô giữa nha, xong mình chúi tay xuống, xong mình lấy một xíu liquid, xong mình đập từ vuốt, vừa đập vừa vuốt nha, từ trên xuống dưới nha, xong rồi vuốt từ trái qua phải, mình chỉ tập trung vuốt hai bên thôi nha các bạn đừng có vuốt ở giữa nhiều quá, đó mình vuốt hai bên thôi, đó. Chỗ nào thiếu thì mình bỏ thêm một cục nha. Đó. Móng này thì mình lấy hơi thiếu một xíu thì mình lấy thêm một cục nữa nha. Tại vì móng nó nhỏ đó, mình lấy nhiều quá thì nó sẽ bị tràn. Nên mình lấy thiếu một chút. Đó. Các bạn để ngay chỗ thiếu xong các bạn để nó khô một xíu các bạn mới vuốt nha. Các bạn cứ ém hai bên vô thôi, vuốt hai bên vô thôi. Bột còn đang còn rất là dẻo thì các bạn đừng có vuốt ở trên nha. Các bạn chỉ vuốt ở hai bên thôi. Vuốt hai bên không cho bột tràn ra ngoài. Đó. Tập trung vuốt hai bên thôi. Vuốt ở giữa nhẹ thôi nha. Cho bột chảy xuống thôi nha. Đó. Vuốt hai bên thôi. Đó. Cho nó vô. Xếp. Xíu mình rũ xếp thì không có cần rũ nhiều nữa nha. Mình cho một xíu thêm ở giữa là cho nó dày lên nha, cho nó có cái u nha. Có cái u nó sẽ không bị gãy nha, đủ độ dày nha. Chỗ nào thiếu thì các bạn cứ cho thêm nhé. Không nhất thiết đắp một cái móng là mình phải đắp một cục bột nha. Đó. Mình có thể đắp nhiều cục bột nhưng mà và đẹp nha các bạn, không phải đắp nhiều cục bột mà nó dày mà nó bị mất shape nha. Các bạn cố gắng đắp làm sao giữ shape nha các bạn. Đó, móng dài thì mình bôi một xíu liquid lên cái thân móng đi nha. Xong rồi bắt đầu mình lấy một cục bột nha. Đó, các bạn móng dài thì mình nên lấy cục bột thật là bự nha. Đó, để sát thật là sát critical này. Giữ khoảng 2 đến 3 giây xong các bạn ém cục bột vô. Không cho nó tràn ra ngoài nha. Đó, ém vô. Đó, ém vô, không mà nó sẽ tràn đó. Ém vô. Đó, xong chúi tay xuống nè. Chúi nhẹ xuống này ha, đó, nó sẽ chạy xuống không chạy ra hai bên nữa. Xong mình lấy một xíu nước vuốt từ trên xuống dưới, xong rồi vuốt từ trái qua phải nha. Xong rồi vuốt hai bên vô nha. Đó. Thấy mình vuốt hai bên vô không? Mình vuốt ở giữa rất là ít, mình chỉ tập trung vuốt hai bên thôi cho bột nó dồn vô giữa nha. Đó, nó sẽ tạo một cái độ dày và cong và u cho cái nail của mình nó đẹp. Xong mình ém hai bên vô, nó sẽ giữ shape nha các bạn. Đó, giữ shape ra xíu, mình giữ shape sơ thôi là xong. Mình giữ móng dài mình giữ shape rất là cực nhanh nên các bạn đắp bột nhớ giữ shape nha. Đó. Đừng có đắp tràn ra hai bên khóe nha. Đó, nên cho thêm một cục ngay ở giữa ngay chỗ khớp mối nối nha. Đó, các bạn vuốt nhẹ xuống cho nó có đủ độ dày nha, cho nó có cái u cho nó đẹp nha. Đó, nhìn cho móng nó có độ cong tự nhiên mà mình không sợ móng nó gãy nữa nha các bạn. Các bạn thấy sát critical không, cái critical của mình nằm xuống không, không có u lên nha. Cái critical không được u lên nha, u lên là chút xíu mình rửa là rất là cực nha. Đó. Bột chạy thì mình ém hai bên vô trước nha. Đó, xong mình vẫn đẩy bột sát critical nha. Đó. Các bạn đắp bóng dài các bạn nên xài liquid solar nha. Liquid thường là không đắp được bóng dài nha các bạn. Bột sẽ khô rất nhanh, các bạn sẽ không có thời gian đắp cục bột, lo cục bột được nha. Đó, thấy mình lấy liquid không, lấy xong mình vuốt từ trên xuống dưới nha, xong mình vuốt hai bên nha. Đó, không cho bột tràn ra ngoài, bột tràn ra ngoài mình lại vuốt vào nha. Đó, cứ vuốt hai bên vô thôi,
xong rồi ở giữa thì vuốt nhẹ thôi nha các bạn. Đó. Tập vuốt hai bên, nhìn cái móng nó thẳng ra nha, xíu mình rũ xếp sơ là xong. Đó. Cái này là mình tập một cục nha, lấy thật nhiều xíu nha. Đó. Nhìn cũng rất là sát critical nha, mà trên critical phải nằm xuống nha, không cho dày nha, mà cũng không được mỏng quá nha các bạn, tại móng dài mình phải có đủ độ dày cho nó. Đó, nó sẽ không bị gãy. Đó, để sát critical nè, giữ đó 3 giây nè, không lấy ra chúi tay xuống nè, ém bộ vô nè, ém vô nè. Đó, bộ nó chạy xuống mình hơi chúi chúi cái tay xuống nha, nó sẽ chạy xuống và nó sẽ không chạy ra hai bên nhiều nha. Đó, chạy ra hai bên thì mình sẽ clean nha các bạn, trong khi bột còn ướt thì mình clean liền nha, các bạn đứng đợi nó khô mới clean nha, khô là không clean được cái đâu. Ém hai bên vô nè, đập nhẹ từ trên xuống dưới nè, ém vô nè. Đó. Móng này mình lấy hơi thiếu chút thì mình cho thêm vô nha, không có sao hết. Đó. Clean hai bên vô. Đó, các bạn lấy thêm một cục nữa đó, bỏ ngay chỗ khúc nối nè, kéo nhẹ nhẹ xuống nè, đập buộc cho nó vô giữa nè, không cho nó tràn ra hai bên nè, đập hai bên vô, chúi tay xuống nha, cái bột nó chạy tự nhiên xuống dưới nha, nó không chạy ra hai bên nha, các bạn chúi tay xuống nè, bột nó sẽ không bao giờ tràn ra hai bên khóe nha, nó sẽ chạy thẳng xuống dưới đó, các bạn thấy bột mà chạy quá các bạn chúi tay xuống lên nha, đừng có để ngang như vậy, ngang như vậy nó sẽ chạy ra hai bên. Đó. Khi nào bột gần khô rồi đó thì các bạn mới vuốt nha. Bút thì lúc đó bột nó nghe theo mình, nó theo ý của mình nha. Bột nó còn đang rất là ướt, nó mình vuốt là nó sẽ không đi nha, nó sẽ dính cỏ của mình nha. Móng bự và dài mình nên đắp hai cục nhé. Mình sẽ đắp hai cục cho các bạn xem. Một cục bột đầu tiên các bạn sẽ đắp để cục bột ở trên khúc nối nha. Các bạn ém cục bột vô trước, xong chúi tay xuống nha, cho bột nó chạy ra xuống dưới nha, không chạy ra hai bên nha, các bạn thấy chưa? Đó. Các bạn chùi cỏ rồi, các bạn ém cục bột vô. Đó. Xong lấy một xíu nước nha, vuốt nhẹ từ trên xuống dưới nha. Đó, cái nào tràn thì mình ém lên nha, chạy xuống dưới thì mình là đẩy lên nha. Đó. Để cho nó giữa nó không có thiếu bột. Các bạn thấy cục bột cần khô rồi đúng không? Xong các bạn bắt đầu vuốt nha. Vuốt hai bên thôi nha. Đó, vuốt hai bên nè. Bên này nè, xong sang bên kia, vuốt ra rửa nhẹ thôi, cho bột nó xuống thôi. Đó, cắt bột nha. Xong mình lấy một cục bột nè, mình bỏ sát critical nha. Đó, đẩy lên nè, đẩy thật sát critical nè, đẩy lên nè. Xong em hai bên cái vô nè, em vô nè, không cho nó tràn ra ngoài nè. Vút nhẹ xuống nè, các bạn thấy mình vút nhẹ xuống ngay chỗ khúc mối nối không? Đó, đó, khúc mối nối mình thấy, các bạn thấy mình vút chỉ vút hai bên không vút ở trên nha, để cho nó tạo một cái độ dày và có cái u ở trên nha, nhìn nó mới đẹp nha, đó, rất là sát critical nha, đó và nhanh và đẹp. Các bạn đắp bóng dài nên đắp hai cục bột giống mình vậy nha, cho nó đẹp và dễ control cái cục bột của mình hơn. Như vậy sẽ các bạn sẽ làm quen với đắp hai cục bột nha, cho nó dễ. Đó. Sau này các bạn đắp bông ray cũng dễ luôn nha. Đó.